miệt đá bay đà lò là không chấm nói ní mà phiệp trong lực do ông pi miệt đá bay đà lò là không có bột sạch ná ông trong lực do máu miền pram chấm nói tìm mũi cái thà ham pram mình ở cồn phơi nợ ông pơ ạ cọ nè cùng mà đai nó ham pram cồn men tháo ở cồn nâng từ không ẩm bơ xem xem để chỉ nhiên tháng năm rồi có từ lùi tọp bát từ thưa ấy xem xem đây chỉ từng vơ nom ở sừng cung sọc phơm nó cứ là miệt đa bể đa nó tơ tơ hàm nó hàm pram nó ngay hay tí tí cứ là ở cố nó tăng được không ẩm bơ lỏ phơn ẩm bơ lỏ nên là hàm côn hói ở cố nó squan nó ở với đây chỉ ẩm bơ lỏ à vậy và bắt tay nó mới ban nó sẽ cái đây sọc sẽ cái đây chấm ran sẽ phải mình cô nó không chỉ vật nó cứ miệt đa bị đá nó nai nòm cồn nằng ở cồn nó tăng được nó bơ lỏ bực cồn thưa trao bực cồn thưa ấy nuôi cho sự mặt kế cứ tha mình ở thưa thế cứ ta thà cồn nào bơ nó mình bật xả thế chẳng cồn có bấy thưa luôn ở lỏ nằng thưa nằm bơ nó đây kia ông bơ đây sừng cung cái sờ lạnh cái tình chết anh nó ở bụng mình đây lỏ chạy nai nòm ham pram cồn chẳng tí bấy cứ tha ao cô nó sắc xa riêng sâu nàng sắc xa riêng sâu là men thấu chấm cồn màu ấy bay chia tục ở cồn nâng ọt chơi hạt so ở cồn nâng ọt ban đăng ấy cứ tha ọt thế bụng mà đại nó tơi tại này nóm cồn nâng ở cồn từ riêng nóm cồn nâng tơi phải la chẳng ở bụng mà đại khá tiệt á để quạt là ô men tên á quá sốc chất nâng lụt đây lụt sai ở cồn riêng là cồn riêng đó bông cua tới quạt ha mua chỉ vật bọc quạt đó quạt ắt miên là vây chai thế ắt miên là vây chai côn thế chẳng miên tại ở côn răng prai nhà điện sâu tới tụi bây chỉ quạt lủng bại giang na rột mà tổ đột rột ấy giang na cứ dọc lối nó ở côn từ điện hay nó cứ bụng đài là ó là ngay mà đài nó có răng lụa đầu chẳng tư này dọc prai côn điện là ngay nó mình ở côn nó ạ vị trí ở côn nó điện bàn bông cua nè hay đọc tê chậm nói tị bốn cái thà xoay rọc cù sờ cò nằng ở cồn bậc cồn pro chẳng tới cò tới tận đằng nộp nơi bậc quân na đại lo lo xạ xong chẳng tới cò tận đằng ao chẳng tới hay bậc cồn xoay tới cò kê mau tận đằng cái cò riệp mà pia ao chẳng tới anh nó cứ chia miệt na bị đa để quạt bật bật tới được nông phiệp chỉ nhận bùng pin cái tập bậc cây tu này tí đại ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យកូននឹងមានគូស្រករៀបចំសំរុំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទី5គឺថាចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយមិនថាកូនប្រុសមិនថាកូនស្រីទេគឺថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានគេមរតកអីយ៉ាងណាគឺថាគាត់បែងចែកទៅហ្នឹងឲ្យចំណែកស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមេត្តាបិតាដែលល្អ ក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏មិនត្រូវអាក់អន់ចិត្តដែរបើសិនណាជាគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីទាំង5ក៏ដោយដូចជាតកតងពីការមិនអោយទៅរៀនជួនកាលវាខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងដែរជាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងត្រូវមាននៅភាពភ្ញាក់រលឹកដល់ខ្លួនឯងផងដែរជួនកាលគាត់មិនបានបំពេញទាំង5ក៏ពិតមែនតែក៏គាត់មានចំណែកនៃសេចក្តីល្អបានបង្កើតបាន อบรมตูเมียนยืงเอายืงบานรู้เรียนเมียนชีวิตบานเคยบรรลุประเสริฐนั้นก็จะจำนวนต่อสำคัญหล่อให้ปัจจัยท่าเมียดาบิดานะได้เมียดาบิดาหล่อคือท่ากอบใบบ่มเป็นตัวในตีต่างปรามนี่ได้ประสมาสามปวดปองตรงประสมได้ตีมวยห้ามปรามอ่อยโกนฝึกบาปตีปีตั้งโกนนั้นเอาเทือนในขนมเปื่อหล่อนั่งตีใบเอาโกนนั่งไอ้ศักษาเรียนโซนดาวตีบูนุคือท่าโรคกู้สกอ เอาโกนพอใส่ตีปรามใจตอบสมบัติมรดกในไอ้คือถ้าเชียมเมียดาเมดาลอและมาเพียบบันเลือกยกองปีประสมบัติสัมพุทธองสำแดงปีตุนตีปรามอย่างในไอ้ผสมอนุโมทนา